Dạ vâng, cửa hàng Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đông Bút Sâu, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục lên cho các bác xem một máy cưa xích hệ cưa gia đình nòng 38 ly các bác nhá. Đó, con này Estin 193C. Con này thì tích hợp nòng ngang. Đó. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản, hàng chuẩn chính hãng Nhật nội địa này. Đó, con này là hàng lam theo máy, đây là của nó nhá. Lam tích hợp của nó là lam 45 phân mặt cắt được 40. Còn máy móc thì nguyên zin từ A tới Z, có nút bơm xăng phụ luôn. Cần e thì ở đây. Đó, cần e niếc ở đây. Đó. Máy móc thì cực kỳ đẹp và xuất sắc rồi. Hàng không chê điểm gì luôn các bác nhá. Đó, không có bể vỡ hay là làm sao cả. Các bác nhìn qua ạ. Đó. Cái là nắp xăng cài, nắp nhớt cài luôn, giống như kiểu mấy dòng mà 381 gì đó, 381, 382 thì chuyên xài cái dòng hệ nắp như này rồi các bác nhé. Cực kỳ tiện lợi luôn rồi. Còn tổng thể của máy đây, quay cho các bác xem qua nhé. Đó, vâng, và cái này thì em cũng vừa mới dọn rửa xong thôi, là chưa kịp ráp làm xích vào, thì các bác xem qua cây làm xích này luôn nhé. Đó, nhắc tí nữa thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Để các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Máy móc không chê điểm gì rồi các bác nhá, cực kỳ đẹp, xuất sắc luôn, hàng sưu tầm cực kỳ đẹp. Đó. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Đó. Quay tổng thể cho các bác xem qua luôn. Vâng, và để giờ em test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhá. Thì em đã căn chỉnh cũng dọn nổ ngon lành rồi các bác nhé. Linh kiện thì em đã kiểm tra, không có việc vấn đề gì cả. Đó, rồi các bác nào ưng ý hoặc là chỗ còn lại thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Số điện thoại của em để trên màn hình rồi các bác nhé. Rồi em chào các bác, hẹn các bác.